Yes. Xin chào tất cả các bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Xin chào tất cả các tỷ phú la. Xin chào tất cả các anh chị em bạn bè của Thủy, cộng đồng phát triển bản thân cùng tất cả các anh chị em trên Facebook. Chào mừng chúng ta quay trở lại live stream của Thủy, cùng nhau phân tích quyển sách Bí mật tư duy triệu phú, để chúng ta biết được lý do tại sao mà chúng ta làm việc rất là chăm chỉ, rất là cần mẫn, hết năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại mà chúng ta vẫn chưa được thành công và giàu có. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích tiếp tư duy triệu phú số 6, tư duy triệu phú số 6 trong quyển Bí mật tư duy triệu phú nha anh chị. Chủ đề của ngày hôm nay đó chính là người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có, còn người nghèo thì bực tức với những ai thành công và giàu có. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi một ít phút để tất cả các anh chị em kịp vào xem live stream với chúng ta nha. Wow, siêu tuyệt vời, xin chào My nha. Xin chào chị Nguyễn Thị Vân, xin chào Út Tỷ Phú, xin chào tất cả các anh chị em. Chúng ta hãy tăng gia đình thân yêu, bạn bè thân yêu, những người mà anh chị mong muốn họ thành công, giàu có, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng, thì chúng ta hãy tăng họ vào nha anh chị ha. Để tất cả mọi người đều biết được cái live stream này. Và live stream này, là những cái live stream này là những cái mà Thủy đã học tập và đã ứng dụng và đã ra kết quả, thì Thủy chia sẻ lại cho tất cả các anh chị và chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng. Và chúng ta chỉ có việc là làm theo y như Thủy nói là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như là Thủy có thôi anh chị ha. Xin chào tất cả các anh chị em, tuyệt vời quá. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi ít phút nha. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta cũng đừng quên chia sẻ live stream của Thủy lên tường Facebook, lên các nhóm học tập, để tất cả mọi người đều biết đến Thủy đã live stream rồi anh chị ha. Chúng ta hãy tang những người thân yêu của chúng ta vào, những người mà anh chị thực sự mong muốn họ thành công, giàu có, hạnh phúc, thịnh vượng, thực sự mong muốn họ thay đổi cuộc đời của họ, thay đổi tư duy, làm chủ cuộc đời, giúp cho họ tự do về tài chính, tự do về thời gian và có những cái trải nghiệm từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Thì chúng ta hãy tang họ vào nha anh chị ha. Tuyệt vời quá. Yeah, xin chào Chủ tịch My Trần nha, xin chào tất cả các anh chị em, tuyệt vời. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tư duy triệu phú số 6, đúng không ạ? Người giàu thì ngưỡng mộ những người thành công và giàu có, còn người chưa được giàu thì bực tức với người thành công và giàu có. Tư duy khác hẳn nhau đúng không ạ? Tại sao mà người giàu thì họ lại ngưỡng mộ những người thành công và giàu có, và tại sao thì những người chưa giàu thì họ lại chỉ có bực tức với những người thành công và giàu có thôi ạ? Ngày xưa thì cách đây 2 năm thôi, chẳng cần ngày xưa thì đâu, Thủy cũng có cái tư duy này anh chị. Nhìn thấy người giàu là bực tức anh chị ạ. Nhìn thấy người giàu là bực tức, không có ngưỡng mộ, cũng chả biết tư duy ngưỡng mộ là gì đâu. Bực tức xong rồi ghen tị. Ghen tị anh chị, trời ơi. Đó. Bực tức với người thành công, không ưa người thành công tí nào cả. Thấy người giàu là không ưa đâu. Đấy. Và chính những cái điều lớn nhất, cái điều đấy, chính đúng rồi, phải ngưỡng mộ. Bởi vì là tại sao anh chị có biết không? Anh chị biết làm sao mà anh, khi mà anh chị bực tức với người thành công và giàu có mà thì anh chị cũng không trở lên giàu có được không? Đấy, bây giờ thì ví dụ cho anh chị này, nếu như mà anh chị không thích một ai ấy, thì khi đó anh chị sẽ phát ra được một cái tần số và người đó sẽ bắt được trực tiếp luôn. Và người đó có đến gần anh chị không ạ? Chắc chắn là người đó không đến gần anh chị. Hoặc anh chị khi mà anh chị không thích một ai, anh chị đến một cái nơi nào đó mà anh chị nhìn thấy họ phát, anh chị quay đầu xe không muốn tiếp tục đi ra đó để gặp người đó đâu. Đúng không ạ? Đó, thì người giàu cũng vậy anh chị ạ. Bạn có thể trở lên thành công và giàu có nếu như mà bạn ghét bỏ người giàu không ạ? Nếu mà không ngưỡng mộ người giàu, bạn bực tức với sự thành công và giàu có của họ, thì họ có đến để dạy cho anh chị cách làm giàu không ạ? Tương tự cũng như là tiền vậy. Nếu như mà chúng ta mà không yêu thích một ai thì chúng ta có thể trở thành cái người đó không ạ? Chúng ta có thể chạy mồm của mình thì mình nói rằng mình rất là mong muốn trở nên thành công và giàu có, nhưng mình lại không yêu thích người giàu. Mồm của mình thì mình thích là ô tôi rất thích giàu, tôi rất thích tiền, nhưng mình lại không thích yêu tiền, không quý trọng đồng tiền. Thì tiền có đến với chúng ta không ạ? Sự giàu có đến với chúng ta không ạ? Liệu bạn có thể trở thành người mà bạn không yêu thích không ạ? Đó, đúng không ạ? Ví dụ nhá, như là người nào đó mà vừa có một cái xe mới chẳng hạn, họ có một cái xe mới mà mình không có, thì sao ạ? Thì mình phải chúc mừng cho họ anh chị, mình phải chúc mừng cho họ, mình phải ngưỡng mộ họ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà một ai đó mà bạn chúc mừng cho người đó, bạn ngưỡng mộ cho người đó,
bạn ngưỡng mộ cái người đấy, thì thật lòng ra nhá, thì bạn chúc mừng người đó, người đó đâu có nghe thì đâu ạ. Ví dụ như anh chị đang đi chiếc xe ở trước mặt Thủy này, có một chiếc xe ô tô rất là đẹp luôn. Thế Thủy, ôi tuyệt vời quá, tôi chúc bạn càng ngày càng thành công hơn, giàu có hơn, cái xe đó là của tôi, lòng tôi đón nhận nó và ngưỡng mộ người đó, tôi chúc cái xe này quá là đẹp đi, tôi chúc mừng bạn, chúc bạn càng ngày càng thành công hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Bản chất người đó có nghe thấy không anh chị? Bản chất là người đó không nghe thấy anh chị ạ. Không nghe thấy, mà bản chất là tiềm thức của bạn nghe thấy. Và bạn đang gieo trên cái mảnh đất màu mỡ của bạn những cái hạt giống tốt đó. Và thông qua luật hấp dẫn, đúng không ạ, bạn ngưỡng mộ thành công của người giàu có, thì thông qua luật hấp dẫn, tiềm thức không phân biệt được là bạn đang ngưỡng mộ ai và cái xe đó là của ai. Tiềm thức chỉ biết là chủ nhân mình rất thích cái xe đó và sẽ đi thu hút nguồn lực chính xác để giúp cho bạn mua được cái xe đó, đạt được cái xe đó. Đó, cho nên là chúng ta phải ngưỡng mộ những người thành công và giàu có. Thì vũ trụ và luật hấp dẫn sẽ mang cho chúng ta chính xác cái điều mà chúng ta mong muốn. Và bạn đang giao tiếp với cả tiềm thức và vũ trụ, đúng không ạ? Là bạn đang nói chuyện với cả tiềm thức ấy. Khi mà bạn ngưỡng mộ người giàu có cái xe ô tô là bạn trực tiếp đang giao tiếp với vũ trụ, giao tiếp với cả tiềm thức của bạn rằng tôi muốn có cái xe đó, tôi cũng muốn cái thành công giống như cái bạn đó, tôi cũng muốn giàu có như vậy. Thì lúc đó thông qua luật hấp dẫn mới thu hút được những, để giúp cho anh chị đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Chúng ta chỉ trở thành những điều mà chúng ta, những gì mà chúng ta yêu thích, những gì mà chúng ta ngưỡng mộ, chứ chúng ta không thể trở thành những gì mà chúng ta không yêu thích đâu anh chị. Nếu như mà bạn không ngưỡng mộ người giàu, bạn chê bai người giàu, bạn bực tức với sự thành công của người giàu, thì người giàu, bạn sẽ không thu hút được người giàu đến với bạn. Và người giàu không đến thì không biết cách dạy cho bạn làm giàu được. Thì ví dụ nhé, có rất là nhiều người anh ở trong nhóm đọc sách của Thủy, các anh chị có thu nhập là 20 triệu nha anh chị. Thế thì Thủy mới hỏi là mục tiêu đến với nhóm đọc sách là mục tiêu mong muốn là tiền lợi nhuận là bao nhiêu tiền một tháng, thì các bạn bảo là các bạn mong muốn là 100 triệu một tháng. Thế Thủy lại hỏi là thế xung quanh các bạn, những người ở xung quanh ấy thì người ta được bao nhiêu tiền một tháng, thì bạn ấy bảo là những người xung quanh họ chỉ có 5 triệu một tháng thôi. Thế 5 triệu một tháng thì chắc chắn là không thể nào mà dạy cho bạn đó có được 100 triệu một tháng được. Bởi vì ngay chính bản thân của những cái người kia, người ta còn không biết cách làm cho người ta giàu, không biết có cái công thức để giúp cho người ta giàu, làm sao mà biết cách dạy cho bạn lên đến 100 triệu được. Mà bạn phải làm sao? Bạn phải làm sao bạn thu hút được cái người đã đạt được 100 triệu đó đến với bạn để dạy cho bạn cách làm giàu. Thì muốn thu hút được người giàu đến với mình thì mình phải làm sao? Ngưỡng mộ, noi gương sự thành công và giàu có. Ngưỡng mộ những cái người giàu có. Hãy ngưỡng mộ đi anh chị ơi. Hãy thay vào những cái tư duy cũ rích ngày xưa mà không làm cho mình thành công và giàu có đi. Ngày xưa Thủy cứ nhìn thấy người ta thành công nha anh chị nha. Nhìn thấy người ta mua một cái túi mình cũng ghen tị anh chị ạ. Nhìn thấy người ta mua một cái gì đó mình cũng ghen tị anh chị ạ. Nhưng mà bây giờ thì không anh chị. Nếu như mà người ta mua một cái túi thì người ta bảo ôi tuyệt chứ kìa. Tuyệt chưa kìa, tôi chúc phúc cho bạn đó, cho anh ấy, cô ấy ngày càng thành công hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Và câu sau thì lại nói rằng cái túi đó là của tôi, lòng tôi đón nhận nó. Đó, thì lúc đấy bạn đang kết nối với cả vũ trụ, bạn đang nói với vũ trụ rằng tôi thích cái túi đó đó, tôi thích cái túi đó đó. Đúng không ạ? Đi hút nguồn lực đi để cho tôi đạt được cái mục tiêu của tôi. Nếu như anh chị nào ở trong nhóm đọc sách của Thủy thì anh chị cũng đã đọc sách Sức mạnh tiềm thức của bác Joseph Mofield. Thì lúc đó cô Lila làm sao? Cô Lila đứng trước cái túi và cô Lila nói rằng cô Lila rất thích cái túi kia. Nhưng mà trong một phút chốc thì cô ấy nói rằng cái túi đấy không phải là của cô ấy, bởi vì cô ấy không đủ tiền để mua cái túi đó. Và chỉ có 11 giây phút sau thôi thì cô ấy nhớ lại bài giảng của tiến sĩ Joseph Mofield. Thì cô ấy chuyển đổi cảm xúc của mình và cô ấy nói rằng cái túi kia là của tôi và lòng tôi đón nhận nó. Thì ngay ngày hôm sau, vị hôn phu của cô mang đến cho cô một món quà và mở món quà đó ra là chính xác cái túi mà cô muốn mua ngày hôm qua. Đó thì anh chị có thấy được không ạ? Khi mà cô Lina cô ấy gửi cái thông điệp đó lên vũ trụ và với cái sự khát khao mong mỏi có được cái đó, thì tiềm thức đều sắp xếp theo một trật tự linh thiêng và đi hút chính xác nguồn lực là bạn trai của cô Lila đã mua cho cô cái túi đó và mang đến cho cô ấy.
với sự khát khao mong mỏi. Và lúc cô ấy mở ra, cô mới biết là cái túi đấy chính xác là cái túi cô mong muốn, vị hôn phu đã mua. Đó, siêu tuyệt vời. Cảm tiềm thức. Đó thì anh chị có thể thấy đây là chuyện chính xác. Anh chị có thể mua cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, bác Joseph Mofield viết chính xác ở trong quyển sách đấy cho anh chị. Anh chị về anh chị đọc, ví dụ chính xác luôn. Đó, cho nên là chúng ta phải ngưỡng mộ đi anh chị. Hãy ngưỡng mộ, hãy noi gương người thành công và giàu có đi. Xin chào chị nhóm trưởng đến từ Đài Loan, siêu tài giỏi, chị Vũ Phiêm nha. Xin chào chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Xin chào bạn Huỳnh Ái, xin chào My, xin chào chị bạn Trần Huyền, xin chào tất cả các anh chị em nha. Tuyệt vời quá. Yes. Chúng ta ghi lại bài nha. Chúng ta phải ghi lại bài một màu bút chì cùn còn hơn là một trí nhớ tốt anh chị. Khi anh chị ghi lại là anh chị ở trong số 3% là những người giàu ở trên thế giới họ ghi lại bài rồi anh chị. Chỉ có 3% ghi lại nha. Và mình định vị mình đang học của hành động của người thành công, tư duy của người thành công, thì mình phải có những cái hành động của người thành công, thì đương nhiên kết quả của người thành công đến với mình là chuyện đương nhiên thôi, đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta phải ngưỡng mộ, noi gương người giàu có và thành đạt nha anh chị. Vì người giàu và người chưa giàu thì không phải phân biệt được người nào là người tốt, người là người xấu cả. Bởi vì anh chị phải biết nhé, tiền là một vật trao đổi ngang giá. Tiền nó không thể biến chúng ta thành người xấu được, nó chỉ là một cái vật trao đổi ngang giá thôi. À đúng ạ, nó không biến chúng ta thành người xấu, nó không biến chúng ta thay đổi cái tính cách của chúng ta được, mà là do bản chất của chúng ta, à, tiền nó cũng giống như là tiền nó giống như khẩu súng nên anh chị, như khẩu súng, nếu như mà nằm trong tay người cảnh sát chẳng hạn, hoặc là người bảo vệ người dân, thì khẩu súng đó tốt hay xấu hả anh chị? Cái đó là tốt hay xấu? À, nó dùng vào việc tốt, đúng không ạ? Nhưng nếu khẩu súng đó mà đưa vào trong tay của một tên cướp thì sao? Thì khẩu súng đó là tốt hay xấu ạ? À, thì là làm cho người đó xấu đi, đúng không ạ? Vậy, bản chất của cái khẩu súng đó nó có tốt không ạ? Nó có xấu không ạ? Nó không hề tốt hay xấu, mà nó nằm trong tay người sử dụng. Nó nằm trong tay người sử dụng nó. Tiền nó cũng như vậy, anh chị. Tiền cũng như vậy. Tiền nằm trong tay người tốt thì nó dùng để làm việc tốt. Còn tiền nằm trong tay người không tốt thì nó dùng để làm việc không tốt. Vậy câu hỏi mà Thủy muốn gửi cho anh chị ở đây là bạn là người tốt hay là người không tốt? Bạn là người tốt hay là người không tốt? Nếu như mà bạn là người tốt thì bạn có nên giàu có không ạ? Bạn có nên thành công không ạ? Nếu mà anh chị là người tốt thì anh chị có xứng đáng trở lên thành công và giàu có không ạ? Xứng đáng chứ, đúng không ạ? Đó, bởi vì là nếu như mà mình là người tốt thì mình xứng đáng mình trở lên thành công và giàu có. Và khi mình trở lên thành công và giàu có thì mình mang lại nhiều cái lợi ích tốt cho xã hội của mình nữa, mang nhiều những cái điều tốt đẹp cho đất nước của mình nữa. Theo anh chị nhé, người giàu và người chưa giàu thì người nào giúp ích cho đất nước được nhiều hơn ạ, giúp đỡ được nhiều người hơn ạ? Cái dịch Covid vừa rồi bác Phạm Nhật Vượng giúp đỡ cho rất là nhiều người trên toàn đất nước của mình, đúng không ạ? Đó. Thì người chưa thành công, bản thân của họ, họ còn chưa nuôi, họ lổi họ, lấy đâu ra mà họ giúp người khác? Nó chỉ có người giàu, chỉ có người thành công mới giúp đỡ thôi. Mà Thủy nói thật nhé, anh chị bỏ cái tư duy là không ngưỡng mộ người thành công và giàu có, và có những cái niềm tin sai lệch về người giàu đi. Bởi vì khi Thủy bỏ cái tư duy đó ngay, Thủy chuyển đổi cái cảm xúc của mình, thành công của Thủy về ồ ạt luôn anh chị. Đó chính là ngày xưa mình cứ nghĩ là người giàu thì phải làm việc phạm pháp thì mới giàu này, rồi người giàu thì tâm không sáng này. Không phải nha anh chị. Đến khi mà Thủy đọc sách ấy, Thủy nghiên cứu thì Thủy mới thấy rằng người giàu trên thế giới là cực tốt luôn anh chị. Người giàu tốt thật ấy, không phải những người giàu làm không tốt thì mình không có không ấy, nhưng mà mình học người giàu tốt thật nha anh chị nha. Thì những người giàu ấy, họ tâm của họ ai cũng sáng hết anh chị. Nếu như mà họ tâm của họ không sáng, không bao giờ họ có được một cái quy mô lớn được. Thủy nhớ mãi câu của thầy dạy cho Thủy. Chị Thủy ạ, người giàu là tâm cũng rất là sáng. À, bởi vì nếu như tâm họ không sáng, không bao giờ quy mô của họ lớn được cả. Không bao giờ quy mô mở rộng được. Nếu như mà bạn tâm không sáng thì bạn chỉ chơi một mình thôi. Bởi vì anh chị có thấy đúng không ạ? Khách hàng đến với anh chị. Nếu như mà mình tâm không sáng, họ đến với mình lần này, lần sau họ có đến nữa không ạ? Tất nhiên là họ không đến nữa rồi. Đúng không ạ? Và mình chỉ có chơi một mình thôi. Còn người thành công nhá, là quy mô của bạn càng lớn thì tâm của bạn càng sáng. À, anh chị có nhìn thấy bác Phạm Nhật Vượng không ạ?
Trời ơi, Thủy ngưỡng mộ, cực kỳ ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng luôn. Hôm nay có chủ shop mới bảo Thủy là mua xe Tesla. Thì thực ra ấy, ngày xưa Thủy cũng ngưỡng mộ bác Elon Musk lắm anh chị. Và Thủy cũng đã ghi ở trong cái mục tiêu năm 2022 đó là mình mua xe Tesla anh chị. Thế nhưng mà đến khi mà bác Phạm Nhật Vượng ấy khởi nghiệp rồi ở Mỹ đó, thì Thủy đã, hôm nay Thủy cũng trả lời với cả các bạn của Thủy rằng là Thủy sẽ đợi xe của bác Phạm Nhật Vượng, VinFast đúng không ạ? Đó thì Thủy sẽ, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, mình sẽ dùng sử dụng xe của bác nha anh chị ha. Đó, tuyệt vời lắm, Thủy cũng đang chờ đợi khi mà có thì Thủy cũng sử dụng. Đó, để ủng hộ cho bác, ngưỡng mộ bác mà, Thủy rất ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng luôn anh chị. Đó, cho nên là nếu như mà chúng ta giàu có, chúng ta sẽ mang được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, chúng ta sẽ giúp được nhiều người hơn. Cho nên là chúng ta, cái lý do đó nó có chính đáng không anh chị? Cái lý do nó cực kỳ chính đáng, đúng không ạ? Và muốn trở thành người tốt thì chúng ta phải trở thành người giàu nha anh chị nha, người giàu tốt nha. À, cho nên là anh chị mà nhìn thấy ai thành đạt giàu có, anh chị hãy chúc phúc cho họ đi. Bản chất nhất thì nói thật với anh chị là họ chả nghe anh chị nói đâu, mà bản chất anh chị đang gieo vào mảnh đất màu mỡ của anh chị những hạt giống tốt đó. Và những cái hạt giống đó thông qua vũ trụ, thông qua luật hấp dẫn thì sẽ thu hút chính xác những cái điều đó đến với anh chị luôn, ngay và luôn luôn anh chị. Cho nên mình cứ chúc phúc cho người giàu đi, mình chúc phúc cho người giàu, mình ngưỡng mộ người giàu đi anh chị. Thấy ai giàu là mình chúc mừng họ luôn đi. Thấy họ có cái xe đẹp là chúc mừng họ luôn. Chúc mừng bạn, chúc bạn ngày càng thành công hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Nên là anh chị em nào mà để ý là trong những cái câu thần chú của chị chỗ Thủy đó, Thủy đều có chúc phúc cho người, chúc phúc cho mình luôn anh chị. Không chỉ chúc phúc cho mình nha, Thủy vẫn chúc phúc cho người. Chúc cho bạn là khi mà anh chị thấy hôm qua Thủy có gửi lên một cái quy trình là khi mà anh chị tiêu tiền thì sẽ thu hút càng nhiều tiền hơn anh chị. Anh chị có nhớ không ạ? Đó, thì khi mà mình trả cho một cái hóa đơn nào đó thì thông thường chúng ta có được một cái thái độ đó chính là lại phải trả tiền, lại phải tiêu tiền. Có nghĩa là chỉ muốn in mà không muốn out ấy anh chị. Không muốn out ra, chỉ muốn in thôi. Nhưng mà anh chị sai, anh chị hiểu sai một cái điều. Khi mà anh chị tiêu ra ấy, mà anh chị chúc phúc cho người bán hàng, anh chị chúc phúc cho số tiền đó, và anh chị nói với số tiền đó là đi rồi hãy quay trở lại với anh chị gấp 10 lần, gấp 100 lần. Và anh chị tin không? Ngay lập tức vũ trụ hút cho anh chị, chỉ vài tiếng sau số tiền đó lại quay trở lại với anh chị. Anh chị cứ làm đi, làm với một niềm tin xác quyết, và làm với cả lặp đi lặp lại nhiều lần, khẳng định với cả tiềm thức của mình nó là như thế, và nó là như thế là luật hấp dẫn, tiềm thức sẽ hút cho anh chị chính xác luôn. Là khi anh chị tiêu một số tiền gì đó, anh chị hãy giữ cái bill ở lại, cái hóa đơn thanh toán ở lại đó. Rồi khi anh chị trả tiền thì anh chị làm sao nói với tiền là đi đi nhá, rồi hãy quay trở về với chị gấp 10 lần, gấp 100 lần nhé. Rồi tôi chúc cho người bán hàng làm sao ngày càng thành công hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Chúc cho người bán hàng làm sao quy mô ngày càng mở rộng, khách hàng đến càng ngày càng nhiều, phục vụ nhiều không kể xiết. Bản chất là anh chị đang chúc phúc cho anh chị đó. Đó, thế nhưng mà nói là chúc phúc cho khách hàng thôi, nhưng mà chúc phúc cho anh chị đó. Những cái lời tốt đẹp nào nhất thì chúng ta cứ viết lên, cứ nói cho họ đi, nói thầm trong mồm đi, và nói cái số tiền đó là đi 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 nhá, rồi quay trở lại với chị gấp 10 lần, gấp 100 lần nhé. Đó, đi sang nhà bạn mình chơi, rủ thêm bạn mình về cùng. Đó. Cho nên là nếu mà anh chị mà nhìn thấy ai mà kiếm được nhiều tiền, anh chị hãy noi gương họ đi, nghe Thủy một lần đi anh chị, thay đổi lại cảm xúc đi. Anh chị sẽ thu hút được rất nhiều nguồn lực đến với anh chị. Thay vì ngày xưa mình, anh chị thử nhìn lại xem bao nhiêu năm anh chị, bao nhiêu tuổi là anh chị bấy nhiêu năm không ngưỡng mộ người giàu rồi. Và kết quả của anh chị như thế nào ạ? Thì ngày hôm nay anh chị thử làm một cái điều gì đó khác đi thì anh chị sẽ có được một cái kết quả khác. Bởi vì những cái tư duy cũ, những cái hành động cũ, những lối suy nghĩ cũ thì chỉ tạo cho chúng ta những cái kết quả cũ thôi. Ngày hôm nay chúng ta học tư duy mới là chúng ta ngưỡng mộ người giàu thay vì chúng ta bực tức với người giàu. Thì anh chị thay đổi cảm xúc của mình đi. Khi anh chị thay đổi cảm xúc của mình, khi anh chị nói với cả tình yêu thương và lòng biết ơn, thì ngay lập tức những cái lời anh chị nói nó sẽ đến trực tiếp với cái người mà anh chị muốn gửi gắm. Tuyệt vời như thế cơ anh chị. Hay lắm, tình yêu thương và lòng biết ơn tuyệt vời cực kỳ. Nó là tần số cao nhất để thu hút tiền bạc, tài lộc và những điều anh chị mong muốn. Cho nên là anh chị hãy ngưỡng mộ, noi gương người giàu để chúng ta làm sao? Để chúng ta được như họ đi anh chị, được như họ đi. Và thậm chí là chúng ta có thể còn có nhiều hơn họ, đạt được tất cả mọi thứ mà chúng ta mong muốn luôn. Đó, có những cái nha anh chị, có những cái mà Thủy chỉ cần nghĩ thôi anh chị. Đó,
Chúng ta chỉ nghĩ thôi, chúng ta đủ khát khao, chúng ta đủ mong muốn, sau đó chúng ta ngưỡng mộ người giàu, thì lúc đó chúng ta mới thu hút được những cái điều đó đến với chúng ta được. Nên chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn thôi anh chị. Một là lựa chọn chưa được thành công khi chúng ta bực tức, ghen tị với người thành công và giàu có. Còn nếu như mà anh chị muốn trở nên thành công và giàu có thì anh chị hãy chuyển đổi cảm xúc của mình. Hãy ngưỡng mộ người giàu, hãy noi gương người giàu. Thì khi anh chị ngưỡng mộ người giàu, noi gương người giàu, khi anh chị đã có ở bên trong của mình những cái điều đó, thì thông qua luật hấp dẫn và vũ trụ này sẽ đi thu hút chính xác những cái điều mà anh chị đang có đến để giúp cho anh chị thành công và giàu có. Được chưa ạ? Cho nên khi mình nhìn thấy ai mà mua một cái căn nhà đẹp tuyệt vời, chủ đẹp chưa kìa, tôi chúc cho bạn ngày càng thành công hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn, đúng không ạ? Sau câu thứ hai thì Thủy nói ngay, cái nhà đó là của tôi, lòng tôi đón nhận nó. Hay lắm anh chị, mà được ngay luôn. Thủy đi làm anh chị thì khách cho tiền tip anh chị. Thì mỗi một lần mà Thủy nhìn những cái người mà xung quanh các bạn của Thủy ấy mà làm mà có tiền tip ấy, là Thủy lúc nào mình cũng nói nhầm ở trong mồm, mình không có nói rộng ra nhưng mình nói nhầm ở trong mồm đấy, là tuyệt chưa kìa, chúc mừng, chúc cho bạn ngày càng thành công hơn, ngày càng có nhiều tiền tip hơn, chúc cho bạn ngày càng thành công, giàu có, hạnh phúc, thịnh vượng, cái số tiền đó là của tôi, lòng tôi đón nhận nó. Trời ơi, ngay lập tức anh chị ạ, khách sau của Thủy á, cả cái người á, bình thường chả bao giờ cho tiền, cho luôn anh chị. Nhưng ngày hôm nay Thủy được quá trời tiền cò luôn anh chị, quá trời luôn anh chị, ngưỡng mộ cực kỳ luôn. Và mỗi một lần mà mình có được cái tiền cò đó là mình hôn nói anh chị, mình hôn nói anh chị. Thế nhưng mà những cái người ở trên shop của Thủy thì họ bảo là tiền bẩn lắm ấy, đừng hôn. Nhưng mà Thủy vẫn hôn anh chị ạ. Nếu như mà để có một cái sự thành công và giàu có, để mà đạt được cái kết quả cao, Thủy nói với họ đấy, là nếu mà để cho Thủy được nhiều tiền thì ngày nào Thủy cũng hôn tiền anh chị. Thủy phải yêu tiền, Thủy phải quý tiền thì tiền mới đến với Thủy. Còn những cái người, những anh chị nào mà ở trên shop của Thủy á, họ có những cái suy nghĩ chưa được tích cực, cho nên là Thủy cũng không hướng dẫn nhiều. Nhưng mà họ muốn là mình sẽ hướng dẫn họ. Nhưng bản chất là họ theo một cái môi trường ấy, nên là suy nghĩ của họ không được tích cực. Họ chỉ có kêu ca phàn nàn về tiền. Nên lúc nào cũng kêu không có tiền anh chị ạ. Làm có tiền nhiều lắm mà lúc nào cũng kêu không có tiền. Cho nên là mình không can thiệp quá sâu vào những cái người mà hay kêu ca phàn nàn như thế, thì chắc chắn là họ không bao giờ thành công được ạ. Không bao giờ thành công. Còn những người nào mà chúng ta phải thay đổi đi, hoặc là họ nghe mình, khi mình nói với họ là phải chuyển đổi đi, phải thay đổi cảm xúc của mình đi, nhưng mà họ nói với mình rằng họ don't care, I don't care, có nghĩa là họ không thành vấn đề, họ vẫn cứ làm, thì mình cứ để cho họ cuộc đời xứng đáng. Bạn xứng đáng với cả những gì bạn có. Bác Jim Jones nói rồi, đúng không? Bạn xứng đáng với những gì bạn có. Còn ngay lúc này và ngay bây giờ, nếu như mà anh chị chuyển đổi, nếu như mà anh chị thay đổi cái cảm xúc của mình, thì Thủy chắc chắn rằng anh chị sẽ thu hút được rất nhiều tiền bạc và tài lộc đến với cuộc đời của anh chị. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi thế giới bên trong trước, thay đổi đi những cái niềm tin sai lệch, những cái niềm tin về những cái người chưa thành công và giàu có. Thay vì mình không thích người giàu, thay vì mình không thích tiền, thay vì mình không thích một ai đó thì người đó sẽ tuyệt nhiên không đến với mình. Thay vì những cái đó đi, bao nhiêu năm mình có cái cách xử sự như vậy rồi và mình không đạt được cái kết quả gì, thì chứng tỏ rằng có cái điều gì đó sai sai đi anh chị. Bạn không đạt được cái kết quả như một người mà khác thì chứng tỏ rằng bạn đang còn thiếu cái gì đó. Cho nên bạn hãy học tập và phát triển và làm theo đi anh chị. Hãy thay đổi cảm xúc của mình, hãy yêu quý người giàu, ngưỡng mộ người giàu và noi gương người giàu. Thì khi bên trong, thế giới bên trong của anh chị thay đổi, thì tự khắc thế giới bên ngoài của anh chị sẽ thay đổi. Anh chị sẽ thông qua luật hấp dẫn sẽ thu hút được cho anh chị những nguồn lực, sự vật, hiện tượng, hoàn cảnh đến để giúp cho anh chị đạt được cái mà anh chị đang ngưỡng mộ, anh chị đang gieo trồng. Tuyệt vời quá. Đấy, thì trên đây đó chính là cái bài chia sẻ của Thủy ngày hôm nay. Anh chị về nhà, anh chị hãy ghi bài lại giúp Thủy nhá. Ghi lại bài một lần nữa. Mỗi một lần chúng ta ghi lại đó thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, hiểu sâu hơn và ứng dụng nhanh hơn. Và nó sẽ được lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ nói liên tục, lặp đi lặp lại. Tôi ngưỡng mộ, hôm nay anh chị viết to tờ giấy dán trên tường ấy. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Anh chị ngày hôm nay chỉ cần nói cái từ đấy cho Thủy thôi. Từ sáng đến tối anh chị chỉ cần nói câu đấy cho Thủy thôi. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Anh chị chỉ nói câu đấy từ sáng đến tối, ngày mai điều kỳ diệu đến với anh chị. Và Thủy cũng muốn nghe sự chia sẻ, sự chia sẻ của anh chị, cái niềm vui đó chắc chắn luôn, với một niềm tin xác quyết. Và anh chị nói tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Điều vi diệu sẽ xảy ra. Và với một cái cảm xúc thực sự nha anh chị, không phải viết chỉ là để có, mà là với một cái cảm xúc thực sự. Đấy.
và anh chị trao đi bằng tình yêu thương và lời cảm ơn, thì chắc chắn rằng luật hấp dẫn sẽ thu hút cho anh chị rất nhiều tiền bạc tài lộc, rất là nhiều những cái điều mà anh chị mong muốn. Tuyệt vời. Đấy. Thủy xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi live stream của Thủy ngày hôm nay nha. Anh chị nhớ đọc cho giúp Thủy thêm 2 chương sách Sức mạnh tiềm thức, hoặc 2 chương sách về quyển sách Bí mật, hoặc là Lòng biết ơn nha. Ngoài ra chép lại live stream, chia sẻ lại với cả vợ mình, chồng mình, các nhóm đọc sách của mình, cùng nhau ôn tập lại để nói nhiều, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì nó mới tạo thành thói quen. Và anh chị làm sao mà anh chị phải biến nó thành lối sống của mình. Khi anh chị biến nó thành lối sống của mình, thành một cái thói quen, thì tự khắc kết quả của anh chị về thôi. Tuyệt vời. Đó, thì trên đây đó chính là cái bài chia sẻ của Thủy ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi live stream của Thủy ngày hôm nay. Thủy chúc tất cả các anh chị em một buổi sáng tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời. Chúc tất cả các anh chị em ngày hôm nay đạt mọi mục tiêu của mình nhá. Và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào 20 giờ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.